Thưa quý vị, để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19 có một Tết Trung thu ý nghĩa, những ngày này, đoàn thanh niên cơ sở, các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện đã và đang cùng nhau mang đến một Trung thu đặc biệt cho các em nhỏ giữa mùa dịch. Cả tuần nay, các đoàn viên thanh niên quận Đoàn Liên Chiểu đã chia thành nhiều nhóm nhỏ để chuẩn bị lồng đèn và các quà tặng Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn những sản phẩm thủ công được tái chế bằng những vật dụng thường ngày đã được các bạn tỉ mỉ gia công, sáng tạo để làm nên những chiếc đèn lồng nhiều sắc màu, mang theo đó là rất nhiều những yêu thương. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, cho nên trong thu năm nay của đoàn Liên Chỉ Yếu, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch và chúng tôi triển khai tặng quà cho các em một cách phù hợp nhất. Thông qua hoạt động lần này cũng mong muốn tạo cho các em có một cái Tết Trung Thu thật ấm áp, hạnh phúc. Mỗi xuất quà gồm một chiếc lồng đèn và 400.000 đồng tiền mặt là phần hỗ trợ của quận đoàn và phòng lao động thương binh xã hội quận Liên Chiểu, được gửi đến tặng tay cho hơn 60 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Vân, phường Hòa Hiệp Nam, với mong muốn mang đến niềm vui trẻ thơ trong dịp Tết Trung Thu giữa mùa dịch. Con rất cảm ơn là mấy anh chị đã tặng quà Trung Thu cho con mấy đứa anh. Rất là vui rồi. Con hôm nay con nhận quà con thấy rất vui. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các em thiếu nhi không thể đón một cái Tết Trung Thu rộn ràng, vui tươi như mọi năm. Những đêm hội trăng rằm cũng không thể tổ chức. Thế nhưng, với sự quan tâm của cộng đồng xã hội, niềm vui trăng rằm vẫn rạng ngời giữa những khó khăn của cuộc sống.